Aloha cả nhà, Jessie quay lại sau một hành trình dài chia sẻ về thần số học trên kênh YouTube. Bây giờ thì Jessie muốn đi một loạt bài mang tính chất là đúc kết và làm rõ cái hành trình mà chúng ta khám phá bản thân. Thì đây là buổi chia sẻ đầu tiên trong cái loạt bài đó, và Jessie định kỳ up lên kênh YouTube vào 9 giờ 9 phút sáng thứ tư định kỳ hoặc là cách tuần. Bạn đón nhận trên kênh YouTube của Jessie và cùng Jessie bình luận, rồi làm rõ với Jessie để mà chúng ta lan tỏa nhiều hơn. Với cái loạt bài chia sẻ này thì để mà làm rõ những cái gì mà liên quan đến cái hành trình này cùng với mọi người á, thì đây là một bài chia sẻ mà Jessie nghĩ rằng là Jessie nói về một phần nào đó về lý tưởng nghề nghiệp và làm rõ về cái sở thích cũng như sự lựa chọn ngành nghề của chúng ta để bắt đầu cho bài giảng đầu tiên trong cái loạt chia sẻ này. Thì thật ra khi mà Jessie được duyên là cái kênh dẫn để mà cùng với mọi người kết nối, thì Jessie nhận thấy rằng là có rất nhiều câu hỏi được đưa về kết nối cùng với Jessie để cùng làm rõ. Thì để tiện cho cái việc đó thì Jessie sẽ mượn những tình huống của các bạn, và Jessie sẽ cùng với những cái trải nghiệm bản thân cũng như những cái gì mà Jessie tìm hiểu được thì Jessie sẽ cùng các bạn chia sẻ trên cái chuỗi này ha. Thì đọc trước tiên á, cái phần chia sẻ này là mọi người thường có cái tâm lý về cái việc là đúng đúng sai sai, nên chọn cái nào và không chọn cái nào. Thì bây giờ chúng ta thả lỏng mình ra để mà mình cập nhật những cái thông điệp mà nó gần gũi, nó dễ hiểu. Từ đó các bạn sẽ tự thiết kế được một cái điểm giao cho chính bản thân của mình. Thì trong bài chia sẻ này, sau khi mà Jessie đưa ra một số cái thông điệp về cái hành trình lựa chọn ngành nghề cũng như là đúc kết những cái nhân dạng tìm điểm giao hạnh phúc đó, thì sau bài chia sẻ này sẽ có một cái bối cảnh là phần code mà Jessie cùng với một bạn ở trong team, bạn đã từng đặt một câu hỏi nghi vấn và thắc mắc muốn làm rõ về cái đó có thật sự là phải sở thích của bạn hay không, mặc dù là bạn cũng trải qua một hành trình rất là nhiều cái công cụ khám phá bản thân và trong cái sự nghiệp của mình á, thì nó rất là đắt giá, cho nên Jessie muốn lòng vào khoảng mười mấy phút cho cái buổi cho cái cuộc trao đổi đó, để Jessie nghĩ rằng các bạn mà nghe đến tận cuối á, thì nó sẽ đúc kết cho các bạn khá nhiều trong cái hành trình làm rõ chính mình và cùng với những ai đó có duyên cùng với các bạn để làm rõ về cái điều này. Rồi, trước tiên á, thì khi mà chúng ta muốn nói về một cái lựa chọn nghề nghiệp nào đó thì tâm lý đầu tiên á, ai cũng sẽ tự đặt cái câu hỏi là tại sao tôi lại chọn ngành nghề này mà không phải là ngành nghề khác? Tại sao tôi đang làm công việc này mà không phải công việc khác? Cũng giống như bạn có từng bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mình sinh ra mà mình có cái vân tay này mà không phải vân tay khác không? Đó, thì mình cứ tự đặt câu hỏi, mình sẽ có câu trả lời ở bên trong mình nha. Rồi, cho nên bằng cách nào đó tôi muốn biết là cái nghề tôi chọn có đúng không? Có phù hợp không? Và nó có mang lại một cái điểm giao hạnh phúc cho tôi không? Có nghĩa là cái nghề đó có phải là cái nghề mà thực sự tôi yêu thích không? Mà tôi yêu thích rồi mà tôi làm có giỏi không? Và tôi có được trả lương cao không? Và đặc biệt là cái mà tôi chọn đó xã hội có cần không? Đó, thì mỗi một người trong cái chuỗi chia sẻ tiếp theo sau á, thì Jessie mong là mình góp một phần nhỏ nào đó để các bạn có thể tự thiết kế cho mình một cái điểm giao hạnh phúc trên cái hành trình lựa chọn nghề hay là nghề lựa chọn mình nha. Rồi, thì cái buổi ngày hôm nay thì để mà làm rõ hơn thì Jessie muốn đưa ra một vài cái bối cảnh cũng như là một vài cái câu hỏi mà từ phía Jessie nhận được. Tại vì từ một bạn là tìm đến Jessie á, mong muốn là làm rõ hơn về bản thân sau khi đã nghiên cứu nè, tìm hiểu về năng lượng của các con số trong thần số học rất là nhiều. Thậm chí là bạn còn tìm hiểu các công cụ phát triển bản thân khác nữa chứ không riêng về thần số học. Và bạn hỏi là chị ơi, sao em càng tìm hiểu chi tiết các con số thì em lại không hệ thống lại được, có quá nhiều chỉ số, rồi đến phần chọn nghề thì lại hơi chung chung về đặc điểm nghề nghiệp, nên bản thân em không biết liệu có phù hợp nghề nào
với con số chủ đạo của số 3 của em không? Chị có thể chia sẻ làm rõ hơn cho bản thân em được không ạ? Rồi, có hơn nhiều những câu hỏi như vậy. Thậm chí có những bạn là cảm thấy càng tìm hiểu thì càng rối. Thì cái điều này chút nữa cho chị sẽ làm rõ các bạn nên làm gì khi bạn rơi vào trạng thái đó. Rồi còn một cái điều nữa là một bạn lại muốn trở thành một nhà khai vấn, giúp khách hàng hiểu, giúp khách hàng rõ hơn về sự lựa chọn của họ ha. Mà bạn lại đặt câu hỏi là công việc của em thật sự là làm thêm đam mê thôi chứ không mang lại thu nhiều thu nhập. Cái câu này bạn ngồi bạn ngẫm, bạn ghi lại giấy luôn ha. Công việc của em thật sự là chỉ làm thêm đam mê thôi chứ không mang lại nhiều thu nhập. Đó, một câu nói mà tự bạn đó đặt câu hỏi. Mà với khả năng của em á, thì làm công việc khác thì nhiều tiền hơn là cái công việc khai vấn này. Cho nên giữ cái việc mà mình yêu thích với việc mình được trả lương cao á, thì em nên chọn công việc nào? Thì với câu hỏi này các bạn sẽ nghe một cái phần như là một cái bối cảnh mà giúp cho Chelsea có cơ hội để mà cùng trao đổi với bạn, để mỗi một người khi mà đặt mình vào trong cái đó thì mình sẽ có được câu trả lời luôn ha. Tại vì tất cả không thể nào trả lời đúng đúng sai sai được, mà tự mình chiêm nghiệm và rút kết thì nó sẽ tốt hơn cho mọi người. Thì đến đây thì Chelsea rất là biết ơn mọi người luôn, là để tạo cho Chelsea rất nhiều cái cơ hội để mà Chelsea có cái động lực cho những cái nghiên cứu tiếp theo của mình. Cho nên thành ra là hôm nay Chelsea muốn bàn một chút cùng với mọi người, làm rõ là về việc chọn ngành nghề, định hướng theo các công cụ bản thân hay là theo tiếng gọi của con tim, thì cái nào là nó chuẩn xác hơn. Thì câu trả lời là chúng ta cùng đi tiếp cái hành trình mà chúng ta cùng chia sẻ làm rõ này, chứ không có trả lời yes no ở đây. Rồi, tại vì mỗi một người có một cái cách tiếp cận khác nhau mọi người ha, rất là riêng để hiểu về chính bản thân của mình. Cho nên cái công cụ giải mã bản thân ra đời, ví dụ như công cụ về thần số hay là sinh trắc vân tay, MBTI, rồi DISC, rồi thậm chí là nhân tướng học luôn, thì nó đều xuất phát từ những tổng hợp nghiên cứu thống kê về tính cách, về hành vi con người, đúng không? Cho nên từ đó sẽ luận giải chi tiết về từng đặc điểm nghề nghiệp phù hợp với từng hành vi tính cách khác nhau. Cho nên có những sự lựa chọn là do bạn tự đúc kết, bạn cảm nhận nơi con tim của mình để mà ra quyết định. Có những sự lựa chọn hoàn toàn là do phong cách sống của bạn dẫn lối nữa. Và khi bạn tìm hiểu về các công cụ giải mã bản thân, nó giúp cho bạn tăng thêm cái sự hiểu và làm rõ hơn cái hành trình của mình, chứ không nhất thiết là mình phụ thuộc hoàn toàn vào tất cả các công cụ. Nhưng không có những công cụ đó thì cái cuộc sống mình nhiều khi nó không có nhiều màu sắc, nó không có đáng yêu, và nhiều khi mình không có lý giải được một số thứ tại sao mình lại hành động thế này mà không hành động như thế kia, đúng không? Nó sẽ rút ngắn khoảng cách mình hơn. Cho nên khi tìm hiểu một công cụ mà nếu như cái công cụ đó nó giúp cho mình rõ ràng hơn về chính mình, tiếp thêm cho mình nhiều động lực hơn để bước tiếp, để đón nhận, để tiếp tục hiểu sâu hơn, để mà ứng dụng cho bản thân á, thì mình bắt đầu tìm hiểu công cụ đó và mình lựa chọn công cụ đó, hiểu một cách cặn kẽ, sâu sắc, từ đó đúc kết cho bản thân và trả lời những câu hỏi mà bản thân mình muốn được trả lời. Còn nếu như mà chọn một cái công cụ, ví dụ như bạn chọn thần số học đi, mà bạn tiếp tục, bạn bắt đầu tìm hiểu công cụ này mà khiến cho bạn càng ngày càng rối hơn, thì bạn đừng ngưng cái việc dung nạp tiếp, đúng không? Đơn giản là không phải là do công cụ đó không đúng, mà do thời điểm đó sẽ có một công cụ khác phù hợp hơn với bạn, hoặc bản thân của bạn cần thêm thời gian để làm gì? Thời gian để mình dấn thân, đúc kết, rút ra một số bài học trên thực tế trước, chứ không phải là phải có một công cụ gì đó mình mới hiểu được bản thân của mình. Công cụ mà quan trọng nhất đó là đúc kết. Mà để mình tự dấn thân và đúc kết, đôi lúc nếu như mình không đủ kiên nhẫn để làm tới cùng một điều gì đó, thì nhiều khi mình bỏ lỡ giữa chừng, thì mình lại có những cái kết luận sơ sài về bản thân thôi. Và mình có một cái công cụ nào đó giải mã về thần số hay là sinh trắc hay là về MBTI, DISC nào đó, đó, thì nó cho mình rút ngắn được cái khoảng cách, giống như nó cho mình ra một số cái sự lựa chọn, đúng không? Và mình sẽ có một cái sự lựa chọn an toàn hơn đó. Cho nên thành ra là
JC nghĩ rằng là mình thoải mái đi. Mình ví dụ như giờ mình sẽ đặt một số bạn đặt câu hỏi JC là: chị ơi, bây giờ em muốn khám phá bản thân thì em nên chọn công cụ nào trước, công cụ nào sau, công cụ nào đúng hơn để làm cái việc đó, công cụ nào phù hợp hơn. Thì thật ra ở trong cái vùng rỗng, có nghĩa là mình không biết gì về bản thân của mình và mình đang trong trạng thái hoang mang á, thì mình hãy cho phép mình mở lòng đón nhận bất kỳ một công cụ nào mà con tim của bạn á, cái cảm giác bên trong của bạn cảm thấy có một cái sự yêu thích. Mình phải tìm hiểu cho tới cùng nha, chứ đừng có nửa vời rồi kết luận lung tung. Thì bạn cứ tìm hiểu, và có mất mát gì đâu. Tại vì đứng trước một sự lựa chọn thì không có gọi là sai hay là đúng, vì mình đã không biết lựa chọn nào là đúng đúng sai sai rồi, thì bây giờ mình phải lựa chọn thì mới có những sự lựa chọn tiếp theo được mở ra. Chứ giờ mình không chọn thì làm gì có cái con đường nào để đi, đúng không? Thành ra mình nhẹ nhàng, chứ đừng có lo lắng là công cụ nào đúng, công cụ nào sai. Cứ mở lòng tìm hiểu. Còn trường hợp mà nếu bạn tìm hiểu mà bạn bị kẹt, ví dụ như có một số bạn nhắn tin DC là: chị ơi, em tìm hiểu về thần số đó, thì em thấy có một số nguồn nói là con số 6 là không có kinh doanh được mà đi vào ngành chữa lành. Mà cái JC cũng bất ngờ quá, JC cũng sẽ đặt những câu hỏi để bạn đó tự khai vấn cho bản thân thử, rồi bạn tự tìm câu trả lời. Thì đó là một những cái điều mà nó vô cùng vi tế mọi người ha. Nghĩa là nếu như mà mình quá dính mắc vào một thứ bằng những kết luận của điều đó, và mình không có biết cách để mà mình có một góc nhìn sáng hơn, thì mình lại bị mắc kẹt trong những cái đó. Thật ra cái con số chủ đạo nào cũng kinh doanh được hết trơn, quan trọng là mình hiểu thế nào về kinh doanh thôi, và mình có cái điều kiện đến với cái ngành nghề nào thì mình sẽ làm nó theo cái phong cách sống của mình, theo cái thiên hướng tính cách của mình về cái nghề đó. Cái quá trình nói đến đây thì cho xin muốn cũng thôi, nó dài là một cái clip. Bây giờ cho xin làm cái chuỗi này, cho xin muốn nó vừa đủ thôi chứ không quá dài, vì mình còn một cái case study ở phía sau nữa. Các bạn nghe, nhớ nghe nha, cái đó là chủ quan trọng đó. Mười mấy phút đến đây thì JC cũng muốn nói là cái quá trình tìm hiểu bản thân á, quá trình mà hiểu về chính bản thân mình muốn gì á, tưởng chừng như là phức tạp nhưng lại đơn giản, đôi lúc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại phức tạp, đúng không mọi người? Tất cả là phụ thuộc vào nhận thức của mình ở thời điểm hiện tại, cho nên mỗi một giai đoạn mình sẽ có duyên đến với mỗi một thứ mà mình sẽ mở ra một cái khung trời kiến thức. Và từ đó cái quan trọng đó là mình ứng dụng. Trong cái chuỗi chia sẻ này, JC sẽ làm rõ một số cái mô hình cũng như là những cái bước làm sao đó mà vì sao mà chúng ta học hoài mà chúng ta vẫn cứ phải đi học miết, mà chúng ta vẫn chưa đạt gọi là động lại được một cái gì đó để chúng ta có thể chia sẻ được cho cộng đồng. Thì cảm ơn mọi người ha. Mọi người nghe cái phần chia sẻ và đợi hẹn mọi người vào tuần tiếp theo nha. Và thứ sáng thứ tư 9 giờ 9 phút. Thì mọi người nhớ là cùng JC gieo duyên cái chuỗi này. Thì JC sẽ làm sao nó chi tiết và nó gần gũi, mà nó không những là nó phù hợp với những cái bạn mà đang trong cái hành trình gọi là muốn kết nối một hành trình để mà tìm đến một mục đích sống, ý nghĩa cuộc đời của mình, mà còn dành cho những bạn trẻ trước khi lựa chọn ngành nghề nữa. Thì đó là cái chủ đích mà JC muốn nhắn nhủ trong cái chuỗi chia sẻ này. Xin mọi người nghe tiếp cái phần khai vấn, phần chia sẻ. Thật ra là một cái câu hỏi ngẫu nhiên trong cái buổi mà nội bộ mà JC cùng với đồng đội của mình đó, thì JC có cơ hội để JC làm rõ cho bạn đó thôi nhé, cũng không phải định hình một cái cụ thể về một buổi khai vấn mà các gồm gọi là bài bản các cái công cụ coach rồi. Yêu thương và chờ đón những cái bình luận của mọi người, bởi những câu hỏi để JC có thể làm rõ cùng mọi người, cũng như là những cái vấn đề mà các bạn muốn cùng JC mổ xẻ, thì các bạn bình luận ở dưới để JC cùng giải đáp với mọi người, để mà ai đó sẽ cần cái tình huống của chúng ta. Rồi, aloha, I see you. Tại vì bây giờ JC sẽ chia sẻ một cái đoạn nội bộ, cho nên thành ra là có cái xưng hô là mama.
do có một cái bối cảnh mọi người trước đây hay yêu mến đó, nên đặt cái tên đó, cho nên mọi người bỏ qua khi mà Gacy post cái clip này lên trên mạng á, cho nên coi như đó là một cái từ simple dễ thương, mọi người cứ gọi Gacy bình thường nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, tiếp tục theo dõi clip nha. Chào mọi người, thật sự là trong buổi tối hôm nay thì là tất cả những cái kiến thức từ đầu Mama chia sẻ với cả là cái sự kết nối của em với lại với mọi người ấy, thì nó khớp nhau hết. Thì em mới nhận ra một điều là mặc dù là em đã đăng ký khóa học của buổi sáng ấy, nhưng mà cứ có cái gì đấy thôi thúc với em là học buổi tối. Thì khi học buổi tối thì nó lại trùng khớp với tất cả những cái thông tin mà mình cần giải đáp ngay cái thời khắc này ấy. Đầu tiên là cái về mà ứng dụng luật hấp dẫn ấy ạ. Thì em cũng trước là em cũng bị nhầm là suy nghĩ trước, tưởng tượng trước xong rồi mới hành động. Thì bây giờ mới nhận ra một điều là bây giờ cần hành động trước, rồi sau đó là tập trung vào nó, rồi tưởng tượng, rồi là cho cảm xúc vào. Mới lại cái vấn đề thứ hai mà em cũng thắc mắc giống như chị Kim Quê về nãy ạ. Em có một cái dòng chảy giống y như chị, là trong một năm, cách đây một năm trước là em cũng đặt câu hỏi là tôi là ai, và sau đó là tham gia cùng với đại đội Healer và tham gia vào một công ty thường du học. Thì sau đấy đến đợt mà Tết ấy ạ, là em ngắt kết nối hoàn toàn với tất cả mọi thứ, kể cả thiền. Từ Tết đến giờ là em không thiền, không gì hết, và không học, không gì hết, mà em thả trôi. Em quay lại với cuộc sống của em như trước đây, khi mà em chưa đặt câu hỏi tôi là ai ạ, và em làm tất cả những công việc mà trước đây em rất thích. Em thả trôi thôi nó, và đến tận giây phút này, thì em mới nhận ra một điều là tất cả những thứ mà trước đây em thích ấy, thì nó không phù hợp với em bây giờ nữa. Và em dứt khoát, khẳng định là em dứt khoát và em không muốn tiếp tục theo cái năng trưởng năng lượng cũ nữa. Mặc dù trước đây ấy, khi mà em học một thời gian rồi ấy, em không đủ khả năng để em quay lại với những cái cũ. Chính vì vậy nên là cảm xúc nó cứ đưa đẩy em ấy ạ. Thế rồi là đến tận bây giờ thì trong khoảng suốt nửa năm vừa rồi cho em trải nghiệm hết. Em trải nghiệm hết tất cả những cái điều mà em nghĩ là ngày trước em rất thích. Nhưng đến tận bây giờ thì em biết một điều là em không thích với những cái đấy nữa. Có một cái mà em đang thắc mắc là cái câu hỏi là cái công việc mà mình thích ạ, trong tương lai ạ. Thì bởi vì ngày trước đây là em làm những việc em làm vì em thích. Nhưng có một cái là khi mà em làm những việc em thích thì nó lại cảm xúc của em nó bị chi phối. Em cứ làm xong rồi lại nghỉ, lại chuyển qua cái khác. Đấy, thì nó không cho em được cái thương hiệu, không tạo dựng được thương hiệu cho em. Và bây giờ em muốn hỏi một điều là em muốn làm cái điều em thích, hay là trở thành một người mà bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó. Bởi vì là em biết một điều là trước đây những cái việc mà em sai rồi làm hỏng ấy, những công việc cũ ấy, với lại cả mối quan hệ cũ ấy, là do cảm xúc nó chi phối. Chính vì vậy nên là em rất muốn là bây giờ có một cái chặng đường tiếp theo của em ấy, một cái gì đấy mà nó vững chắc hơn. Hiện tại đến thời điểm bây giờ em biết được là em thích điều em thích là gì rồi đấy, nhưng em chỉ thắc mắc đúng một điều là nếu như em cứ làm điều em thích như thế thì sau này không biết tương lai của em có sẽ lặp lại giống như cái cũ hay không. Vâng, okay. Đúng là cái trường năng lượng của những cái buổi tối này là nó là như vậy, cho nên nó mới sinh khởi những câu hỏi như vậy. Và Mama nói cái đó, nếu hồi sáng là một cái trường năng lượng, Mama nói về cái hành trình làm YouTuber và vẽ ra cái nói về luật 555 đồ các kiểu, này không nói luật đó luôn ấy nhé. Thì chút nữa Mama còn thời gian mà nói thì cái cho nó ngủ rồi, nó ngủ rồi nên giờ ngăn rảnh. Thì nói gì nè, đầu tiên là ngay cái câu hỏi của mình nó có một chút mâu thuẫn một chút, mà em muốn làm rõ cái điều em bây giờ điều em thích á, rồi em nói là vì mình thích cho nên cảm xúc nó lúc thích cái này lúc thích cái kia đó, cho nên nó cứ chạy tùm lum á, cho nên nó không thành chuyên gia trong một lĩnh vực. Em hiểu ý không? Đó, cái đó mới là cái mà nó đang bị rối ở đây nè, các bạn thấy không? Có nghĩa là cái điều mình thích, nhưng mà cái cùng lúc mình thích đã thích rồi mà tại sao lại thay đổi, rồi cuối cùng dẫn đến không phải chuyên gia trong một lĩnh vực, nó hơi bị mâu thuẫn một chút. Mama muốn hỏi là cụ thể một cái điều em thích là gì đi, rồi em muốn trở thành chuyên gia một lĩnh vực gì. Nghĩa là hai cái đó nó có bị mâu thuẫn không? Anh con nói lại cái gì, anh cụ thể hóa cái điều em thích luôn đi để Mama dễ anh dùng xem. Mặc hết đi. Như hiện tại, nhờ cách là trước đây ấy, thì là em rất thích thành thần du học và em muốn trở thành chuyên gia của thần du học.
và làm việc cho cộng đồng. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì em thấy là khi mà em kiểm nghiệm cái thần số học ở trong bản thân của em rồi ấy, thì em lại thấy là em không muốn làm chuyên gia trong thần số học nữa. Bởi vì là em chỉ nghĩ là chỉ là mình biết cái đấy thôi, mình biết là để biết thôi. Chứ còn để mà đi truyền tải cho mọi người coaching về cụ thể vấn đề đấy thì em lại không hẳn. Xong đến tận đến bây giờ em lại có một cái gì đấy thôi thúc cho em ấy là à không quay em có một cái duyên nữa là cũng làm vực cũng là thần số học và đúng cái mà em đang đang cần nhất bây giờ là em muốn là có một cái nguồn thu nhập cho em mà cái công việc thần số học đấy là nó lại cho em ra tiền luôn. Chứ nó không giống như kiểu là cái công ty cũ kia. Công ty cũ kia là mình phải trải qua một quá trình học tập rất là nhiều thì mình mới có thể trở thành một người bậc thầy chuyên gia được. Bởi vì là nếu như mà trong quá trình mà mình học như thế thì mình lại không có đủ nguồn lực và về kinh phí để mình có thể vừa học để vừa mình lại chưa có kiến thức nên mình cũng chưa trở thành chuyên gia để mình coach người ta để mình kiếm ra tiền được. Đấy, nên là cái mâu thuẫn của em là ở như thế. Và hiện tại bây giờ thì cái công việc thần số học này, cái một công việc này thì nó lại giúp cho em kiếm ra được tiền luôn. Để nó sẽ giúp cho em được cái tiếp theo nữa là em muốn theo cái con đường là chữa lành về sức khỏe ạ. Đấy, thì em muốn là sau này khi mà em kết hợp mà em đưa cái việc truyền cảm hứng về chữa lành về tinh thần kết hợp cùng với lại song song với việc chữa lành về sức khỏe. Rồi, hiểu ý của em rồi, để em hỏi lại cho em nè, để em định hình hơn nè. Em có tìm được cái điểm chung của những cái em thích về những công việc đó không? Có. Các bạn ghi lại nha. Một người khi mà kể cái này xong rồi chuyển rất là nhiều cái công việc khác nhau thì đầu tiên á, mình phải quan sát là mình có tìm được cái điểm chung vì sao mà mình chọn cái công việc đó không? Em có thấy điểm chung ạ. À, điểm chung là gì? Điểm chung ở đây là em đều mong muốn đưa đến cái lối sống lành mạnh tích cực và mong muốn cho người khác tìm được chính mình. Không, cái điểm chung mà ở em á, có nghĩa là em có cái skill gì mà em lại chọn cái những công việc đó? Là điều mà em thích ấy ạ? Đúng rồi, có nghĩa điều em thích là phải là cái điều mà em làm nó mà em cảm thấy là không phải nỗ lực quá nhiều không? Em thích truyền cảm hứng cho mọi người. Đó, mà em thấy cái skill của em có phải là em nói không? Thích nói đúng không? Cái diễn đạt thích nói, đúng không? Thích nói nên những cái việc nào mà nó làm cho em được nói, được chia sẻ, là em chọn đúng không? Vâng. Đó, thì nó cũng không có gì mâu thuẫn hết. Tức là em phải xác định được cái điều mà làm em thích là cái mà em có, chứ không phải cái điều mình làm em thích chính là cái tính chất của con, là cái thần số học hay là sinh chắc hay là cái gì đó. Vâng. Được không? Em hiểu không? Có nghĩa là dù mama có giờ thần số học hay là MBTI thì nó cũng là một bản chất chung là mama đi gieo hạt về về cái luân xa của học của mama, về cái hạt hào phóng và chuyển hóa tâm thức chung thôi, đúng không? Có nghĩa là lúc đó mama cả một năm làm thần số học mà cả 5 năm làm sinh chắc, nhưng mà mama bây giờ không làm công việc đó nữa, nhưng không có nghĩa là mama nói là mama đang hứng thú công việc này, hứng thú công việc chuyển lung tung. Mama vẫn là mama, vẫn là cái kỹ năng nó được tăng dần lên và vẫn chọn cái việc, vẫn đang làm công việc mama đang thích nè, đâu có không thích đâu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Bình thường nếu nó như giống mà nhau mà nó giống nhau, nhưng mà tại vì nè, giờ mình truy xuất lại là sau một thời gian em chọn cái thần số học cho phục vụ cho công việc em thích đó, nó chỉ là công cụ thôi, nó truyền tải cho mình cái việc thông qua thần số học em có thể diễn đạt được, có thể giúp cho người ta hiểu về bản thân, rồi nó thỏa được cái khả năng chia sẻ của em, được chưa? Vậy thì em đã làm cái việc đó nó đủ để nó nâng tầm cái skill em lên hơn không, hay là vì em thấy công việc em chọn là từ thằng số học lúc chọn cái công ty game thì hay là công ty gì ABC hoặc Wow, công ty thiện số học gì đó cái kiểu không, thì công ty nào nó trả cho mình cái hoa hồng cao mình làm, hoặc là mình kiếm khách mình làm, mình thấy được có thu nhập mà mình cũng có, mà nó cũng thể thỏa mãn được cái việc mình chia sẻ nữa, cái là mình chọn. Nhưng mà mình đã làm tốt cái đó chưa, mình đã làm đúng cái sứ mệnh mình thích là mình đã giúp người ta thông qua thằng số học chưa, mình đã phát huy được cái khả năng nói của mình chưa, ABC chưa, đó là nó phục vụ cái thích của em chưa. Và em đã làm thì xong đó là em làm một thời gian xong thấy cái công việc đó em thấy là riêng thằng số học không, nó cũng không giúp cho người ta giải mã được trọn vẹn được, em quan sát cái sự tiến bộ của cái người mà em mang cái sản phẩm đó đến đó,
em thấy nó chưa đủ á, thì có thể đâu đó là cũng là một nguyên nhân, cái là em mới chuyển sang công cụ khác, được không? Hoặc là cái môi trường đó nó không có hợp với em, cái công ty thần số nó không hợp với công em, nên em chuyển công ty thần số khác. Nhưng bản chất là em vẫn đang chọn công việc em thích, chứ không phải là em thay đổi công việc. Nhưng mà bản chất là em làm công việc đó nó phải gọi là trung thực với nội tâm của mình, có nghĩa là thật sự mình mang cái công việc đó là trao cho chị người ta không, hay là vì mình muốn bán cái sản phẩm, cái quyển thần số đó mà mình làm ồ ạt xong rồi không có chuyển hóa gì hết. Cho nên nhưng mà cái giá trị bên trong của em là em bắt đầu sinh khởi từ cái nhân là em muốn giúp người ta để chuyển hóa, nhưng cái đó nó không mang lại được. Hoặc là cái kiến thức, cái năng, cái nội thức, nhận thức nội tâm, mà cái sự chuyển hóa ngôn ngữ của em IC nó không đủ nhiều để em có thể mượn cái thần số đó mà em nói nhiều hơn cái thứ để giúp người ta tiến bộ, cho nên em chuyển hướng. Thì và cuối cùng em chốt lại là bây giờ, cho nên em vẫn là, nếu như mà em chọn thần số hay em chọn cái công cụ dạy mã nào, nhưng mà em làm với một cái tâm đó đó nha, mà tin tưởng rằng là cái kiến thức của em về tâm linh, về con người, về tâm lý này rất là nhiều, bây giờ rất là nhiều luôn. Nếu như mà em quan tâm đến cái việc là chuyển hóa cái người đó, không phải bán cái sản phẩm thần số đó, thì bây giờ cái em là master rồi, chứ không phải là master trong thần số học hay là master trong sinh chắc, mà em là master về cái nhận thức nội tâm em mất tập. Và bây giờ em hướng dẫn cái gì cũng được, cho nên không có lo lắng. Em hiểu ý gì không? Đừng có đừng ví dụ giống như khi mama làm sinh chắc người ta, không phải vì mama muốn giàu có về sinh chắc người ta, mà mama muốn mang đến cho cái người đó họ hiểu, thấu hiểu hơn về bản thân, về về con cái hay gì đó. Đó là cái nhân của mình, cái nhân của mình, cái điều nó thôi thúc mình thích và mình cảm thấy tự hào về mình khi mình làm được điều đó. Cho nên đó là lý do mama dẫn đến rất nhiều khóa học, mama nâng tầm cái khả năng của mình lên để làm sao mình đọc cái bài báo cáo đó nó hay, mình nắm cái thông số thôi, sau đó mình đọc nó hay và mình dẫn dắt họ những cái này, cái này, cái kia, cái kia, cái kia, cái nọ. Sau đó mình đọc hay rồi, mình đọc mình thấy ổn rồi, mình thiếu cái gì mình học cái đó hết, về não bộ, về cái này, về cái gì đó, giải pháp gì đó mình học. Thì sau đó bắt đầu mình đào tạo được cho cái những cái người đọc giống như mình, nhưng mà viết được cuốn sách về cái việc để đọc được cái bài báo cáo đó luôn, được sách có 100 mấy trang, viết được cái đó xong cái là sau đó mình quan sát một thời gian là dừng lại ở cái bài báo cáo đó, và trong vòng 2 tiếng đó mình vẫn cố gắng nỗ lực rất là nhiều và mình dẫn dắt cho họ, nhưng mà chỉ là một cái hạt để mình gieo cho họ, mở một cái hướng để họ tiếp tục cái hành trình của họ thôi, chứ nó không đủ dễ dễ mà hết tất cả được. Thế là bắt đầu khi với cái khao khát đó nó lớn hơn, mình quan sát vì cái nhân của mình nó vẫn không thay đổi nha, thế là mama mới nâng tầm, và tất cả những cái mà mama muốn thay đổi và chuyển hóa thực chất là như vậy luôn, và cái con người mình nó phát triển lên, mặc dù sản phẩm đó mình không làm nữa, nhưng mà mình vẫn là mình vẫn master trong cái lĩnh vực đó, chứ đâu có bị thay đổi. Là phải thay đổi sản phẩm là thay đổi cái con người của mình đâu, mình phải quan trọng ban đầu mình chọn nó là vì cái gì nha, chứ mình chọn vì tiền, vì để nó kiếm thu nhập cho mình, tất nhiên là lúc đó vì cái muốn đầu tiên cũng là tiền mà, cho nên khi nó không đủ tiền cho mình thì mình thay đổi, thì đó không gọi là sở thích được, đó không gọi là cái sự yêu thích, sự thu thôi thúc của con tim. Tại vì thì nó thay đổi là đúng là yêu thích, là vì yêu thích tiền, giờ hết có tiền thì thay đổi ra lấy tiền, nhưng mà cái nhân là mình phải quan sát cái điều gì mà nó thôi thúc mà mình sướng, mình thích, mà nó lại có giá trị nhân văn đạo đức, nó làm cái chánh cái mạng á, chứ không phải là vì cái phù du ở bên ngoài, thì không bao giờ mình sợ là khi mà mình thay đổi hết. Với cái đó là em làm cái gì nó cũng sẽ bền hết, và không bỏ thần số cũng không bỏ sinh chất gì, nó cũng là một công cụ thôi, cứ cứ theo đó và mình nâng tầm mình lên. Tại vì mình đặt cái mục tiêu là mình phải làm với người truyền cảm hứng, ví dụ một hàng trăm người, làm nếu như mà mình quan sát thì có phải là để nó thỏa mãn cái gì đó bên trong mình không, mà nếu mà mình thì mục tiêu mình nhìn thấy họ chuyển hóa thật sự luôn á, thì dù là sinh chắc hay là thần số hay là MBTI gì đó nó cũng không quan trọng, mà mình cũng không bỏ, mình cũng không từ chối cái sản phẩm đó, mà vì vì cái hình ảnh như kìa là mình theo đuổi, thì lúc đó mình phải nâng tầm mình lên, vì mình chưa đủ lớn mạnh để mà chuyển hóa về mặt con người, mình nghĩ là chỉ có sản phẩm thần số là nó giúp thôi, nó giúp đâu có đủ, cho nên tất nhiên em chán rồi, đúng rồi, thì bên trong em nó còn cái khao khát lớn hơn.
đúng Em không? có một cái em gỡ rối được ở đây rồi ạ. Cái mà ngày trước em mong cầu ấy là mong cầu được công nhận. Chính vì là em chưa đủ giá trị nên em cũng chưa được mọi người công nhận. Nhưng đến 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 hiện tại bây giờ, không biết tại sao em tự nhiên em phát ra một thông điệp là một người hay là không chức danh ấy ạ. À? Là không cần phải trở thành một người master coaching hay gì cả, nhưng mà hàng ngày em nói chuyện với những người xung quanh, nhưng mà em nhận thấy, em quan sát trong vòng gần một năm gần đây, những cái con người mà em đã từng nói chuyện và hoặc là đã từng chia sẻ về thần số học thì đến thời điểm này họ chuyển hóa rất là nhiều, thì tự nhiên em lại cảm nhận được cái niềm hạnh phúc đấy mới là niềm hạnh phúc thật sự, chứ không phải là mình đứng trên sân khấu mình hô hào, mình mọi người hô hào mình là master thì lúc đấy mình mới là hạnh phúc, nhưng hiện tại bây giờ thì em cảm nhận được sự hạnh phúc đấy rồi. Ok đó. Vâng ạ. Có nghĩa là nhưng mà em phải trải qua cái kia thì em mới biết cái này. Nhưng không sao hết, không có đừng có buồn vì cái quá khứ đó mình đã làm như vậy. Hiểu Dạ vâng. không? Không có sao hết. Nó phải đó là một cái dòng chảy linh hồn em thôi, thúc trải nghiệm thôi chứ cái gì đâu. Nhưng cái động lại là em phải thấy được rằng là à, tất cả những thứ tôi làm là nó theo cái giá trị chân thiện mỹ Vâng. và mình không có làm sai, thì dần dần cái hạt đó nó tốt lên thì em sẽ tìm được cái niềm hạnh phúc thật sự bên trong mình thôi. Dạ Chứ vâng. chứ như mama nói là ví dụ như một người họ họ làm hội thảo liên tục, họ phải xây dựng hình ảnh của họ để họ có thể nhiều người đăng ký học, rồi họ thỏa mãn cái sự ghi nhận lớn đó, rồi họ chốt rồi bán sản phẩm gì các kiểu, rồi nó là nó nâng tầm, nó thỏa mãn hết những cái đó rồi. Nhưng mà cuối cùng cái hạnh phúc mà ở bên trong của họ cộng lại họ không tìm được chẳng hạn đi, mà nếu như họ chỉ theo đó thì họ cứ lặp đi lặp lại đúng cái chia sẻ đó thôi, đúng một công thức nó đi nó lại, nó đi nó lại hoài luôn, rồi cứ tới đó là chốt, tới là chốt, thì mãi họ không có nâng được cái bản thân của họ lên thì dần dần họ sẽ chán cái đó, họ chán cái công việc đó và họ họ nghĩ là ôi trời ơi làm mấy cái này cuối cùng thu nhập nó cũng không nhiều, cái lĩnh vực này chỉ có vậy vậy thôi, là chuyển hướng một công việc khác. Nhưng mà nếu họ quan tâm tới cái bên trong của họ thì dần dần họ họ muốn chuyển hóa con người thật sự thì họ sẽ nâng tầm họ lên theo cái dạng nhận thức của họ, họ bằng mọi cách hay gì đó ABC, cái tự nhiên cái con người của họ nó có những cái giá trị chia sẻ và dần dần cái sự chuyển hóa đó nó càng lớn, và sự chuyển hóa của người khác chính là cái sự vui vẻ của họ nữa, cái là cái họ cứ theo cái lĩnh vực đó thôi, mà không phải là vì vì theo lĩnh vực đó là vì đang có nhiều người hay là ABC gì hết. Và nhiều khi nó không bị dính mắc vào cái việc đó quá nhiều đó. Đó hay không? Nên đừng có lo là em đang thích 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 rồi không thích thích rồi nó gọi là nó thay đổi, có nghĩa là đó là có phải là do cảm xúc mà do thích mà theo cảm xúc là nó bị đổi vậy, không thành chuyên gia vậy, em định nghĩa nó hơi hơi bên bên ngoài thôi chứ không thật ra đúng rồi, đi đúng rồi không sao hết ha. Vâng, em bên bên ngoài em hiểu ạ. Không Dạ. sao hết. Được không? Mọi người có cùng cái câu hỏi giống vậy không? Có nghĩa là mình giải quyết được cái vấn đề về công việc của mình không? Nó mang lại chắc có cho nên nó mới chiều cảm năng lượng như vậy. Rồi, okay, hôm nay cái giáo án này nó không giống như như cái buổi sáng. Ok. Để mà có thể cùng nhau lan tỏa cái clip này đến những ai cần á, thì rất là cần cái sự tương tác, like, chia sẻ và comment của mọi người. Tại vì khi mà mình có bật quảng cáo thì mình sẽ nằm trong cái sự đề xuất nhiều hơn, còn nếu không thì nó sẽ phụ thuộc vào sự tương tác của mọi người. Cùng Jessie gieo duyên.